Đó là tí xe. Nhà ô. Cửa này là nó tự làm nhà, nó thay độ thợ một kia là một lần trước thì là mọi người đã thấy cho video, nó không nguyên là cũng thay thợ làm, cái này là gỗ nghiến. Nắng con Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại đang có mặt ở trên bãi đá Lựu Quang ở trên đi vào ngã ba Hán Tổ Sò. Thì hiện tại hôm nay thì là nó cũng máy xúc thì là nó cũng hôm qua nó đủ đá. Thì hiện tại hôm nay là anh Sánh nó có chút việc bận thì nó cũng nghỉ trong xin nghỉ trong ngày hôm nay. Thì đáng thì có sáng rồi thì cứ cho mọi người và anh em đang bóc đá và nén đá ở trên xe để xe chở đi lên trên bãi để tí nữa chiều mình nhiệt. Hiện tại thì đang bóc được G1 xe đấy, sắt đầy có tí rất là đầy. Thì chó bê lúa mà phụ mà đấy, sắt đầy rồi, cố gắng có lên một tí là đầy cả. Thiết rồi mình giết bụng, sao cho mẹ thiết rồi mình giết như cái viên bé thì nén được, nhưng viên to quá thì không nén được lên trên kia, nó cao. Không niệm là xấu nhiều chào buồn không ta chỉ có phải kê nữa.
mà về đu. Con cua đang ở trên ép vào trên ngọn đá kia, xong bỏ anh xính giúp cầu ra rồi xong là vượt những cái lông dậy cái rễ này đi, xong là tí nó trở về nhà trở đi nấu rượu. Chưa có củ thì sáu sáu những cái củ này thì mình vứt đi thôi, nhưng mà bây giờ không có thì đàn nào cũng phải thu hết, thấy đến đâu thì phải thu đến đấy. Để xe đứng bê vào đi. Này. Nà nè đồ thi tu nè thi gà gà gà. Xe vào xe vào. Sao đồng thi dễ xe vào. Chị rất cho mê không? Xe vào là kì à. Gió này thì xem gió kìa. Như tao trâu chồng mềm gì. Như là phu thế mà. Thế nên là thật trả thế thì hành à. Đây là dòng thế thôi. Nhà ô. Nè thi chê gì mà vô cháu ơ. Ừ. Ừ chỉ không rộng đấy. Sống lâu rồi à? Bây giờ tại báo đợt một xe này, xe đã lù đến đây. Xe lù về đổ đây. Xong là đánh xe xuống dưới để bóc xe tiếp theo. Ôi! Được đấy. Hello.
đổ xong thì bây giờ lại tiếp tục đi xuống dưới kia để đi bốc thêm một xe nữa, bốc lên xe. Lúc đầu đài xe thì sẽ tiếp tục mà để lên chở lên trên này. Đây tay bốc như thế này, bốc vút lên xe nữa thì nó hơi chậm mọi người. Hiện tại thì bây giờ máy xúc thì vẫn chưa thay gọc, thì vẫn cho bà con chịu khó làm tí. Đấy, làm tí để cho vài chén lên trên này, để cho tí nữa chiều buổi chiều hôm nay thì sẽ gọi bà con lên nhìn luôn. Được bao nhiêu thì sẽ nhìn luôn bên đấy để cho nó cũng có bỏ đá để mai kia có tiếp tục đổ. Vì là nó không làm như thế thì là nó cũng chờ máy xúc thì nó cũng hơi chậm. Đấy, được xe nào thì nhìn xe đấy luôn, thì xong thì mình sẽ tiếp tục ngoài kia tiếp tục xúc cái ô tô thì lúc đấy là nó mới thoải mái rồi. Bây giờ thì nó cũng cầm tay bóc lên xe thì hơi chậm, thì mọi người sẽ thông cảm nhé. Anh em thấy công việc của anh em thì cũng tan nào ngày nào cũng làm như cũ thôi, thì cũng như thế thôi, thì mọi người sẽ thông cảm. Vì là bây giờ thì nó cũng rất là thiếu người nữa, thiếu nội thế kia nữa, thì bây giờ mình sẽ dần dần làm đi thôi. Thế này bị làm sao rồi bà? Nó bị nuôi cho một hàng. Đây, cái này bị nuôi hết rồi, nuôi từ dưới rồi. Điện trong này kém quá, không hàn được. Trong này tối xong rồi nè. Cho ra ngoài kia hàn. Thì sao giờ đấy? Con tạo ở đây là tối, điện tối hệ đánh ra ngoài nhà hàn. Đây hàn. Sắt này nó dày. Đấy chứ. Tàu chết. Tôi cũng chết mà. Đá này kéo như thế này mà xuống phải cửa không? Khó chưa? Tao đi xem nha. Hẳn đây xuống để rút đá lên trên chê đi. Ủa luôn.
Tôi lo rồi, chỉ mất tao trồng tiếp. Không, mọi người hiện tại thì cho anh chị làm việc ở đây xong là anh em đi xuống nhà chú Linh để xem thế nào độ thợ làm nhà vệ sinh và nhà táng của nhà chú Linh xem hôm nay sẽ thi công đến đâu. Anh em đi xuống xem kiểm tra xem thế nào nó làm đến đâu, vì là hôm qua nó bắt đầu đo từ móng hôm qua. Mọi người hiện tại thì anh em đang xuống ở chỗ nhà chú Linh, xong là xem cho anh em thợ xem là xây cái nhà tán nhà vệ sinh xem là nó công việc lên đến đâu. Thì chúng mà lúc buổi sáng thì là bắt đầu xây rồi, thì hiện tại thì xem là mọi người nó có làng đến như nào ấy. Ủa, gờ sông rồi sao ấy, đúng rồi, gờ sông cái móng rồi, gờ sông cái bệ phốt. Cái bệ phốt là chắc chỉ là để tầm này thôi mọi người, nó là để tầm này, xong là để tầm này, xong là đang đổ nát đây, đổ cái nát, xong là bên nát lên, xong là đậy lên trên kia thì chắc là mai mới nhớ cái nát ra lấp vào trên này. Đấy, xong là treo ở trên này, xong là bắt đầu sai đi. Bây giờ độ thợ nó sai đến đây, chắc độ thợ nó vừa mới vào nhà chú Linh nghỉ ngơi thuốc lào sao. Cái này nó cũng không mọc máy, vì vậy là do nó không mỏng bạc, nó không dài như nhau, có độ dài độ và độ mọng độ dài. Này là nhà táng, là nhà vệ sinh, là nó lầu lại hai cái da kia, một lang một da lầu nước, một da lầu khô. Chúng mình thì là chúng lại như thế này, dự kiến là chắc khoảng tầm dự kiến của tầm 3 ngày sẽ xong.
nhà cửa của ông là sạch sẽ rồi. Có cái mái tôn của nhà chú Linh thì mái tôn thì là cũng đạt đạt rồi, Nam Công Nguyên đã đạt rồi nhưng mà chưa thấy lên. Đấy, khi nào Nam Công Nguyên đạt mà mái tôn lên ấy, thì là nó vừa chuyển xuống thì là cứ anh em cứ tranh thủ hàng sáp với lại lập mái thì chỉ có là một ngày là xong luôn. Đấy, một ngày xong luôn là có nhà ta xong nó là coi như là hoàn thiện hai cái trẻ rồi, hoàn thiện tất cả hai căn nhà luôn. Đấy, cái cửa này là nó tự làm ở nhà, nó thay độ thợ mộ kia là một lần trước thì là mọi người đã thấy cái trong video của Nam Công Nguyên là cũng thay thợ làm. Cái này là gỗ nghiến, cái tấm vác mà gỗ ván gỗ nghiến của địa phương ở trên Hồng Cao này. Đấy, xong nó bào xong sạch sẽ xong rồi nó sẽ sản xuất ra là cửa nghiến là rất là nặng, lúc mà mở với đống bào thì rất là nặng và rất là chắc. Đây, hiện tại thì là công việc thì là ở đây thì là mọi người đang dừng lại nghỉ tay rồi. Đấy, mọi người đang làm được như thế đang nghỉ tay thì hiện tại thì anh em mình sẽ bắt đầu đi lên trên bãi đá. Đây, lên trên bãi đá để đi xem anh chị em nhiệt đá ở bản con nhiệt đá ở trên bãi đá. Mà sắt này là thường sắt này là chỉ có là để lại mà làm cái nhà táng nhà vệ sinh. Đấy, mai kia lại cắt ra là đổ máy nhà táng nhà vệ sinh. Sắt 6 này, sắt 12. Đấy, vẫn đủ sắt để làm. Và gài thì vẫn thường. Đây, gài thì vẫn thường một đống gài đây, khoảng 3-400 viên. Chắc khoảng tầm 3-400 viên gài. Là thợ máy xay nhà táng nhà vệ sinh vẫn còn thường. Đấy, hiện tại thì anh em đi lên công đi lên trên kia bãi đá để đi xem mọi người nhiệt đá, nhiệt đá. Mọi người ạ, hiện tại thì anh em đang đến ở trên bãi đá rồi thì cũng đi vào xem thế nào chị em phụ nữ với lại anh nô xem anh em nhiều bột đá thế như nào nhá, sẽ hết đến đâu nhá. Thì chung bột đá hôm nay thì là cũng trong lúc buổi sáng thì nó bóc vào xe nó trở lên thì chắc không có bao nhiêu đá đâu, là trong buổi sáng ngày mai là sẽ tiếp tục mà để bóc đá lên xe mà mai là tiếp tục nó trở lên mọi người. Có cháo luôn thì ta tối đó là cứ đi chỉ cho đi đó là cho à, cứ đi cho đi đó nó sẽ có à kia còn bò lão rồi mà lão rồi còn cho vậy tao ta tối chứ quá cho đi đó. Phong phong điện luôn thì phong điện mua dấu nhá rồi nó thiết cho đi á, phong điện thiết chủ tiên trở à. Ơ lo, sát lo mua dấu nhá rồi nó thiết cho tiên trở tàu. Đấy, người nào to thì phải ở gờ thì bé cái to thì mới nhanh được. Thử người bé là người to rồi, nếu ở ngoài thì nó chậm lắm. Người to người khỏe cái đấu ngài thôi thì khoan thuộc.
cắt mặt thiên này. Mẹ mẹ ơi, xin chết đi mẹ. Cắt đủ chết chết. À, mọi người hiện tại thì vừa mới xuống từ trên bãi đá xuống dưới đây. Thì là hiện tại công viên nội dung hôm nay thì máy xúc đã dừng lại hôm nay, thì sáng ngày mai thì máy xúc tiếp tục vào công viên. Thì máy thì sẽ sáng ngày mai thì sẽ đục đá ở đây này, xong là chưa thay gạo thì mai em sẽ có trách nhiệm và sẽ gộ thêm anh em thanh niên của tập 4-5 người thanh niên. Cái độ hôm nay thì là mai lại có công việc ra xá để là giấy tờ khai sinh gì cho con cháu, thì nó mai là nó bận việc hết rồi, hôm nay nó hổ rồi. Thì là sáng ngày mai thì anh Công sẽ tìm ra của tập 4-5 thanh niên, xong là gian tiếp tục và để đập nhỏ và nó cũng bóc lên xem là như thế này đi trước, để mà vừa đủ mà vừa có đá đi nhiệt nữa thì mới đủ bỏ đáng để kịp thời để đủ bỏ đáng để về đổ bê tông. Thì là cái video của mình là về đến đây, để mình sẽ xin kết thúc được video tại đây. Mọi người thấy video hay like và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để có nhận được những video mới nhất. Tôi xin chào, hẹn gặp lại vào video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người ạ, bye bye.